cái đoạn này sao giống Titanic quá vậy? Chắc là Rose hả? Để coi hôm nay Đông Nhi sẽ gặp phải những gì trong cuộc sống của mình. Ở đây bình thường giám khảo là chỉ chấm điểm thôi, nhưng đến với chương trình này giám khảo cũng là một phần của những thử thách, cho nên nhiều khi không thể ngồi yên được đâu em ạ. Bất lúc nào thì hiểm họa cũng có thể xảy ra. Anh hy vọng em bình tĩnh và đủ may mắn để vượt qua chương trình đêm nay. Ai, cái này đi kiểu gì vậy? Cái này là cô chưa bao giờ đi ạ. Này à, vui hả? Đi chơi vui hả? Ừ, các con thì có vẻ vui, cô không có vui thôi. Chị nghe ơi, chị tập trung quan sát tí nữa tới chị nha chị. Ok. Bây giờ sẽ là màn vượt cầu vượt hầm của chị Harry Won, xin mời. Rồi đi nha. Ê, trời ơi, có sao không? Trời ơi, wow, cái cách mà có sao không quá thôi nghe nó vui quá vậy anh. Lâu lâu có dịp. Thôi em nghĩ là chúng ta đừng vượt cầu vượt hầm nữa chị. Đừng có đi cái này. Mình đúng đi rồi, đại lộ thôi nha. Đúng rồi, mình đi đại lộ thôi. Ok, đại lộ thôi. Ok. Ôi, cái này không đi đâu, không đi đâu nha. Chị mình bắt chích chắc cái đi. Bắt chích chắc cái. Trời ơi là trời. Lo cho Đồng Nhi. Lo. Đó, vừa nói xong thế tôi thành thạo rồi. Cho mẹ bỉm sữa kìa. Không may thơm miệng em được không? Chị phải tạo kỷ niệm để tí nữa chị về chị mở cho Winnie coi. Rồi sao mà đi? Sao đi hoài không tới sân khấu vậy? Gì vậy Đông Nhi? Đông Nhi đang chạy bộ bằng máy hả? Trời ơi, cảm ơn con. Ta ga lăng, ta lỡ, ta đưa cô Đông Nhi đi kìa. Trời đất ơi, có một bà nhi ba người đưa. Em cảm giác như là em mới đẻ thêm một đứa. Đâu, cái gì? Sao nó treo vậy? Con kéo nổi. Con trời ơi, tại con hét chân vô được. Trời ơi, ca sĩ gì mà chàng hãng vậy? Con báo một người quá. Được không? Ok. Rồi. Rồi, đi nè. Đó, vậy thôi. Ok. Đó, đó. Đó. Trời ơi, hai đứa nhỏ này nó dễ thương quá. Con bé này lịch sự lắm nha. Lo lịch cho cô lắm. Lịch sự lắm, lắm à. Lịch sự luôn ấy. Dễ thương, tử tế. Hồi nãy thấy như mấy bé nó nhấc nhấc chân lên sao? Con đi sao vậy con? Nhấc, à nhấc chân nhẹ nhẹ hả? Nó thấy nó dễ quá anh. Wow, wow, ê, rồi sao? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Cái đoạn này sao giống Titanic quá vậy? Jack và Rose hả? Mới có tiếng một đầu mà nó lòng vòng.
Ở đây bất cứ lúc nào thì hiểm họa cũng có thể xảy ra. Anh hy vọng em bình tĩnh và đủ may mắn để vượt qua chương trình đêm nay. Nhi á, Nhi té mà cũng thấy đẹp nhỏ. Ờ, sao em té kỳ vậy? Ủa sao em té kỳ vậy ta? Em té hề cảm lắm. Cảm ơn anh, cảm ơn Diêu. Ok. Rồi. Rồi. Người ta té, người ta cũng mỹ miều, em té cái bẹp xuống. Em hy vọng là anh Thành đừng ra thử thách nữa. Làm MC không mệt mà đỡ khách mời mệt lắm. Dạ, đúng rồi. Nguồn dinh dưỡng từ thịt. Thứ tư hàng tuần, đừng quên đón xem Siêu Tài Năng Nhí mùa 3 trên YouTube Madison Media Group.